Đây là đội hình mà tôi mượn của Gà Rán về. Đội hình PES ở World Cup để tôi xây một cái đội hình với, tôi nghĩ là nó vừa vừa, lương vừa vừa. Chứ tôi không lấy những cái con ngon nhất của mùa này về, hay là những cái cầu thủ như kiểu anh em quá là quen rồi, như là Zidane thì đủ chẳng hạn. Chúng ta cứ lướt qua cái chỉ số của mùa này một chút nhé. Vào lúc này thì chúng ta cũng thấy là đã có những anh em đặt tiền rồi. Thậm chí là Dô Béo ở Liverpool 1, thẻ cộng 1, đã có giá lên tới 65 tỷ, rất cao luôn. Cao khủng khiếp. Anh em nhanh tay thật. Đấy. Những cái con hàng như Lionel Messi các thứ người ta cũng đặt này. Mặc dù tôi thì không đánh giá cao cái sự xuất hiện của Messi. Upele có 5 chỉ số ẩn, trong đó có ăn vạ, sút xoáy, sút xa, kiến tạo và qua người, AI huyền thoại và đặc ngon, biệt ngon, là Pele chân 5 nhé. Đã 10.000 nháy. Tôi cũng định mượn Pele nhưng có lẽ là để sắp tới thì tôi sẽ nghĩ ra cái content gì đấy. Ngày hôm nay mình mặc cái áo Brazil đấy, và nếu như ngày hôm nay Brazil mà vượt qua Croatia chẳng hạn đấy, thì tôi sẽ làm một team color Brazil test, thì lúc đấy tôi sẽ tìm Pele. Hôm nay thì chưa. Chỉ số của Pele thì cũng được nâng cấp nhiều rồi. Và đâu đấy thì Pele còn là icon có chỉ số cao nhất của FIFA League 4. Nhưng mà hiện tại thì server Việt Nam chưa có đâu. Mức lương 27, chỉ số 110. Thì thực ra là mùa này với những cái cầu thủ mà có danh tiếng mà thực tại cao á, thì đa phần là lương đều rất là cao. Chúng ta có thể thấy là Zidane này, Dô Béo đấy, lương rất cao, Pele lương cao, Johan Cruyff lương 27, bằng icon rồi. Chỉ số thì đương nhiên là thua. Mùa thường thì chỉ số không có bằng icon được. Hay là thậm chí là Lothar Matthau lương còn cao hơn cả thẻ huyền thoại luôn. Thẻ huyền thoại lương có 26 rồi. Đấy. Mà thẻ này lương tận 27. Cũng được update là 255 rồi, giống như huyền thoại rồi. Cái thẻ icon rồi. Đấy thì Pele là sự xuất hiện mới với sự thay đổi đấy so với những cái mùa trước. Mùa trước mùa thường của Pele chỉ là chân 4 chân 5 thôi. Nhưng mà bây giờ là lên 255 rồi này. Cái thể hình nhỏ special của Pele này là một cái thể hình được cái scale từ Gullit xuống. Khá là giống với Gullit nha. Nhỏ nhưng mà lại to. Đấy, gọi là cái to trong cái nhỏ đấy. Nếu mà bạn nào mà có xem thì sẽ thấy là Pele thể hình khá là giống với Gullit. Tức là ghi là nhỏ nhưng mà đùi thì khá to và vai thì cũng rộng. Đó. Cho nên là về mặt thể chất là cụ Pele là có được nâng cấp nha. Và những cái con hàng mà được nhiều anh em chú ý như là Forlan chẳng hạn, Diego Forlan lần đầu tiên xuất hiện tại FIFA League 4. Forlan thì team color cực đẹp rồi. Chúng ta có Inter Milan. Đây, Inter Milan này. Atletico. Manu. Đấy là những cái team color nổi bật nhất của Forlan. Thì ngoài cái việc team color đẹp thì Forlan thể hình cũng tạm ổn. Cao 1m80, nặng 75kg, thể hình trung bình 2 chân 5 năm. Lương 26 và chỉ số 109 thì cũng là một mức lương chấp nhận được. Không cao cũng không thấp, gọi là sai được. Chúng ta vẫn nhớ là những cái tiền đạo quốc dân như kiểu Cristiano Ronaldo các mùa lương 26 thì chỉ số chỉ lên đến 106 thôi. Nhưng mà Forlan thì lên đến 109 thì cũng rất là ok rồi. Cái lương này nó ngang ngửa với những con hàng top của TF. Ví dụ như Harry Kane, Lewandowski các thứ thì lương này của Forlan là một mức lương chấp nhận được. Nó không phải là hách lương nhưng mà nó cũng không bị thọt. Đợt này thì tôi lại phát hiện ra là Antoine Griezmann đá khá là ổn. Tất nhiên là không đá được ở những cái vị trí quan trọng ở trục giữa. Bởi vì là con này thì vẫn yếu nhưng mà AI của nó khá khôn và đặc biệt là nó thường có nhiều chỉ số ẩn. Như cái kiểu Antoine Griezmann này đá hay thế. Đợt này thì phát hiện ra mấy con này. Đấy, Vieira, Balak các thứ thì cũng không phải là đáng chú ý lắm. Tôi nghĩ là Balak mà lương lên tận 26 thì anh em dùng icon hoặc là dùng cái con khác, cho nên là tôi cũng không mượn vậy. Dennis Bergkamp là một sự lựa chọn tươi mới so với mùa huyền thoại, bởi vì là Bergkamp mùa LN và mùa PES World Cup thì chỉ số đẹp, 6 chỉ số ẩn và được nâng cấp khá nhiều những chỉ số thành phần.
Tuy nhiên thì anh ấy vẫn không hợp meta lắm trong FIFA này, cho dành cho những bạn nào fan đâu. Đấy, nhưng mà Beckham mùa LN và mùa này nhá, là cái mùa mà được nhiều chỉ số ẩn á, cũng ngon. Tóm lại thì những cái mùa gần đây của các huyền thoại mà họ ra mắt ấy, thì sứ mệnh của những cái mùa thẻ bình thường này nó là làm củng cố giá trị cho mùa icon thôi. Tôi nghĩ là như vậy, bởi vì chỉ số thì nó không thể bằng mùa icon. Nó có một số cái con hàng mới để chúng ta vẫn có sự hứng thú để build cái mùa này. Đấy, như là Toni Kroos chỉ số đẹp này, Perisic chỉ số rất đẹp này, Pogba chỉ số đẹp, Varane chỉ số đẹp. Varane là một sự nâng cấp rất là lớn của những cái mùa khác. Đấy, lương tận 25. À, cái mùa mà lương to nhất của Varane đâu đấy là mùa back to back lương 24. Thì Varane mùa này là lên lương 25 rồi, 108 rồi. Đấy, đặc biệt là mặc áo MU anh em. Áo MU. Cho nên là giá nó phải cao rồi. Như Harry Kane thì tôi nghĩ là anh em sẽ không quan tâm nhiều, bởi vì là chỉ số ẩn của nó hơi thọt so với mùa TS. Mức lương thì bằng nhau. Đó, chỉ số tổng quát thua 1, chỉ số thành phần thua khá khá, và chỉ số ẩn thì thua cũng khá nhiều, cho nên nó sẽ không phải là con hot của mùa này. Nhưng mà có nhiều con mà anh em có thể lưu ý được. Thế thì anh em phải soi thôi. Đức Cao chẳng hạn này là một con mà bây giờ lần đầu mới ra mắt này, hay là Lukas Podolski là một sự nâng cấp so với những mùa cũ. Đấy, kiểu kiểu vậy. Đấy, lượn lượn qua thế thôi. Ví dụ như là con Meunier này ngon này, Meunier lương 24 này. Con này thì cũng không có chỉ số ẩn mấy nhưng mà nó khá là đẹp. Anh em nhìn tốc độ của nó cao này, chỉ số đều. Đấy, thể hình đẹp. Không biết là đá có hay hay không, mình cũng đã mượn về rồi. Đây, CR7 thì ăn vạ cá nhân mà chân 4, chân 5, lương 26, chỉ số 106. Thì con này thì nó không có cái sự cạnh tranh gì so với mùa back to back hay là những cái mùa kiểu TS, TI 21 cả. Cho nên là tôi cũng không nghĩ là anh em sẽ quan tâm nhiều đến CR7 này, trừ việc là mặc áo MU ra. Mark 2 mùa này chạy nhanh nhá các ông nha. Mark 2 chạy hơi cưng. Mark 2 chạy bằng Blanc luôn. Bờ lăng chỉ chạy 98 và Mark 2 chạy 97. Pavard cũng là một con mà chỉ số khá được này. Benjamin Pavard này, 1m86 nặng 81 cân, thể hình trung bình. Chạy 103 khá ngon. Huyền thoại bóng đá Đức, Gonzalo Higuain, anh cũng mới tuyên bố giải nghệ. Không có chỉ số ẩn. Đầu chọc, không biết là in game là như thế nào, mình chưa biết. Anh em nào có thể vào mà soi. Chỉ số nhìn khá phèn. Hiện tại thì Gonzalo Higuain được xả tương đối nhiều ở những cái mùa như VTA các thứ. Ai mà hâm mộ thì có thể là bốc được. Giroud đáng ra phải được nhiều hơn. Với những gì mà Giroud làm được thì đáng ra anh ấy phải được nhiều hơn. Nhưng mà cái mùa Best of World Cup này là nó build từ trước rồi. Mùa Best of World Cup này nó build từ trước khi cái giải đấu World Cup của chúng ta diễn ra. Đấy, cho nên là nó lấy cái thông số là ở cái mùa World Cup trước năm 2018 thì Giroud không có ghi bàn nào, thành ra là nó làm chỉ số Giroud phèn quá. Và thực sự là cũng hơi tiếc, bởi dù sao đi nữa thì bây giờ Giroud đang là tiền đạo vĩ đại nhất của Pháp. Đấy, anh đã chính thức vượt qua Henry rồi vào cái thời điểm mà chúng ta đang ngồi review. Nhưng mà rất tiếc là cái mùa thẻ này nó đã được tạo ra từ trước khi World Cup diễn ra. Đấy, cho nên là chỉ số Giroud khá là phèn. Thực sự là tiếc cho Closer. Closer trong FIFA 24 không có đất diễn. Khi mà anh là một trong những cầu thủ cực kỳ xịn ở FIFA 23. Nhưng mà sang FIFA 4 thì đây, ngay lập tức đã có người nhả rồi. Ngay lập tức có người nhả ngay. Vì Closer không phải là con hàng hot. Ngay lúc này đã có người nhả Closer rồi. Thậm chí giá này chưa chắc đã có người mua đúng không? Quá đắt. Cái đó thì Forlan là con hàng hot đương nhiên luôn. Hai chân 5 năm pin color đẹp. Ok, thế đó là so sánh của mình. Tóm lại là những cái con hàng như kiểu dô béo Zidane các thứ thì nó lương nó cao quá, nó khấu lương cao quá. Chính vì vậy mà nó cũng sẽ không phải là những con hàng quá hot. Dô béo thì đương nhiên là hot rồi, nhưng mà Zidane thì không chắc, đúng không? Đang nghiên cứu xem là đá đội hình gì. Thực ra là với sơ đồ này thì 4-2-3-1 nó hợp lý hơn.
Nhưng mà như thế thì không biết là con Forlan nó sẽ đá thế nào. Tỷ số của Forlan với Robéo hơn nhau hai lương, nhưng mà về tổng quát thì nó chỉ cách nhau có một điểm thôi. Và lúc này là mình chưa có team color đâu nhá, chưa bút full team color đâu. Đây cái team color best ở World Cup này là chưa làm nhiệm vụ. Nếu mà làm nhiệm vụ thì nó sẽ được bút thêm một điểm nữa. Forlan thì sút xa lên tận 131, sút xa hơn hẳn Robéo luôn. Robéo thì chọn vị trí tốt hơn, thì đương nhiên là nếu mà hai con này đá cặp thì Robéo là ST, Forlan là CF, hoặc là Forlan sẽ đá cam. Vì tốc độ cũng không phải là cái gì ấy kinh khủng lắm với Forlan, nhưng mà truyền thì ngon. Truyền lên đến tận 118, tầm nhìn 120. Tạt bóng của Forlan lên đến hơn 120. Đấy, nếu mà bút full team color thì nó sẽ thêm được khoảng 1 đến 2 điểm nữa. Đấy. Còn Robéo thì đương nhiên là khả năng dê dắt và dứt điểm thì là vượt trội rồi. Nhưng mà sút xa Robéo không phải là kinh lắm nhá. Sút xa Robéo chỉ đến tầm này thôi. Lực sút của Robéo cũng chỉ 118, không phải là quá cao. Chỉ số ẩn của Robéo mùa này thì đương nhiên là không bằng Icon với lại MC rồi. Đấy. Thế nhưng mà con này thì cũng hoàn toàn anh em có thể cân nhắc với con LN. Robéo in game là đầu chọc hay là đầu khắc nhỉ? Để vào xem Robéo in game đầu chọc hay đầu khắc à. Nào Robéo nào. À Robéo đầu khắc. Best of World Cup mà. Forlan rồi, Forlan như này thì lại tốn tiền của anh em rồi. Munier sút cũng không tốt lắm. Nói chung là sút xa của Munier cũng chỉ 115, Pogba 123. Pogba sút thì khá khét đấy anh em ạ. Chỉ số ẩn của nó cũng đẹp nữa. Đều là những chỉ số ẩn đẹp đấy nhá. Sút xoáy này, tinh tế này, truyền dài, sút xa, kiến tạo, quá người. Số ẩn của nó đẹp này. Lượng hơi to, lượng 26. Zapodolski nó không có chỉ số phòng ngự tốt lắm, nên là mình nghĩ là để nó luôn hỗ trợ phòng ngự phải là phương án hay lắm, nhưng mà thôi. Okay. Cú nick trong trước là lên siêu sao rồi chứ. Bây giờ lại nỗ lực để lên lại rank à. Paul Pogba đội trưởng có hợp lý không? Nick này là hôm trước mình đá lên siêu sao rồi. Sau này lâu không đá nó tụt. Bác chủ nick bác ấy cũng đang đá. Thì Elo nick này đang khoảng 2008. 2008 thì tôi nghĩ là quá phù hợp cho một bài test như thế này. Tôi xét là Robéo lùi ở đâu, tôi xét Robéo chạy mà, Forlan lùi mà các ông. Đứng đúng vị trí đi xem nào. Vào. À chạm bóng ở Robéo. Bàn thắng đầu tiên. Munier tốt đấy. Munier, chân sút Munier, được cái chân to rồi chứ không kỹ thuật. Ui, Forlan, quả đấy là nhận bóng sau đấy là sút DD chân trái chéo góc thì nó sẽ dễ vào hơn. Pogba này. Tút này. Đội bạn cũng đã phải thốt lên vờ cờ là. Pogba này nhìn chỉ số nó như vậy thì là có bóng trước vòng cấm cứ thế mà đóng chứ cái gì nữa anh em. Thế tôi mới nói là tôi kỳ vọng là Pogba này. Podolski lần này đánh đã thành công. Đến lần thứ 3 ra chân thì Podol đã có bàn. Munier không ổn rồi. Munier công nhân rồi các ông ơi. Tôi đã thấy phí một slot để test Munier rồi. À đúng. Chỉ số nó đẹp thật, tranh chấp rất ngon, nhưng mà sút không tốt và phối bóng như loạn luôn.
theo cái tiêu chuẩn của một CDM trong cái tiềm thức của tôi cũng cần nhiều hơn. Và Munier là một con tranh chấp ổn, đá ở mức trung bình, không yêu cầu nhiều thì được, chứ nãy giờ cố để cho nó phối bóng với các thứ cho nó sút nữa cũng không hài. Ui đéo gì. Quả này sút thế nào nhỉ? Sút gấp khúc anh em à. Thì ra là như vậy. Mình cứ tưởng là dô béo bá, mà hóa ra là hậu vệ đội bạn làm hộ ấy chứ. Portland này. Portland xem nào. Hay. Một pha đê thường nữa các thầy. Munier, ôi trời ơi, đúng là khả năng dứt điểm của một cái thằng mẹ công nhân. Chuyển cho như thế rồi. Hay cần. Hay lắm. Walker đá CB khá ngon đấy các thầy. Đã được ạ. Portland đâu? Ui. À, thằng tỏi hay đấy. Chết. Portland. Đúng thằng này được cái sút. Sút anh em ạ. Chuyền tròn nên đá cao. Nên đá cao anh em ạ. Chạy không nhanh lắm, khỏe cũng không khỏe lắm, nhưng mà sút thì phải kỳ. À nó cứa vào đấy đi. Ui giời. Lucas Hernandez này. Lucas bằng sút được thế này. Yes. Cứ nhận bóng là đóng thôi. Với Portland. Ui, ăn mừng xấu thế. Ai vậy làm thế? Chưa. Rất mượt. Đúng là những cái cầu thủ đã thành danh rồi, chạy chỗ cũng hay. Không như các cháu. Các cháu chạy dở. Ví dụ như con Poloski thì cũng có thể cho nó vào trục giữa được. Chốc nhoáng, đóng. Có bóng đóng luôn, kiểu đấy thì cũng ok vì chỉ số nó dứt điểm quá khép. Nó đỡ cao thì chỉ số dứt điểm nó không phải là kinh khủng lắm. Rất bình tĩnh. Dạ, hai bàn trận này di chuyển hay, cũng là cho nó đá kiểu từ cánh xâm nhập vào ấy thì nó tốt. Bây giờ con Kai Walker này tôi thấy khá hay này. Tất nhiên là một cái vị trí hậu vệ cánh và lương cao thì chắc chả anh em nào dùng đâu, nhưng mà cho nó vào CB là khá ổn đấy. Kai Walker là phản ứng nhanh, cũng có thể hình thể chất nữa. Cao mới 83, nặng 83 cân. Tôi nhớ là con này 83 cân này. Tí nữa vào xem lại có chuẩn không. Phản ứng cao, phản ứng khá là ngon. Tốc độ thì khỏi nói rồi, tốc độ Kai Walker thì không có gì đáng chê trách cả. Quan trọng là cái việc mà nó phản ứng là nó bắt người khá là tốt. Ngoài đời thì thường nó cũng hay được đá ở CB nữa mà, nên là in game có thể update cho nó. Yes, ở nước cao trận này 3 bàn nhá. Nhìn cái chân lều khều. Giời, ngôi sao. Nhìn như bố của trọng tài vậy, vừa có tóc lại vừa cao to hơn, người rất dày nhá. Ui dồi, như con lợn vậy, to lắm được. Chuyển hay, Podolski. Ấu hải nếu chịu được. Lần sau làm lại đi nhá, đừng có xỉ nhục tôi như vậy, Podol. Ông làm ăn từ thế bạn. Không bạn.
Đức Cao. Thằng Đức Cao này xâm nhập vòng cấm hay thật. Tôi thấy khả năng chạy chỗ của con Đức Cao này nó hơn con Podol đó. Podol di chuyển không hay bằng Đức Cao. Cái pha kiến tạo vừa rồi là nó của Paul Pogba đó anh em. Pogba mùa này hay, anh em tin tôi. Nhưng con Pogba mùa World Cup nó sút ngu ấy. Chứ con Pogba này á, nó là đỉnh vật chót. Hay quá. Hoặc là nó chống gậy. Trời ơi. Chắc em nhầm với anh nào. Con Pogba mùa này hay nha các thầy ơi. Nhưng mà mới đây nhất thì nó cũng bị fix lại. Yes. À, xử lý quá hay. Trời ơi, Forlan. Hê 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 hê. Chỉ số thành phần thì toàn diện. Không bị thiên lệch về mảng nào cả. Ôi, dù béo. Được cao. Rất khỏe. Từ lúc đá cái team này là thắng thông đấy anh em ơi. Đó là dô béo mùa này là con dô béo mà anh em thừa lương để chơi. Cho hai con dô béo mùa thường. Một con chỉ số 109 lương 27 và một con chỉ số 110 và lương 28. Chuyền ngắn không khác nhau mấy anh em ạ. Nó tầm nhìn thì khác. Cái tạt bóng này không cần. Thực ra cái tạt bóng này với dô béo thì không cần thiết lắm. Chứ khi bạn nào hay có cái kiểu chạy xuống biên xong ZA thì nó liên quan đến chỉ số tạt, ZF thì liên quan đến chỉ số truyền ngắn. Đấy thì con hai con dô béo này cái truyền ngắn nó không khác nhau mấy nhá. Con 99 và con 97 không khác nhau mấy. Cái chỉ số tầm nhìn này ấy, thì nó sẽ thường ảnh hưởng đến cái việc mà anh em truyền bóng ở những cái tư thế khó. Ví dụ như anh em cứ thẳng mặt anh em truyền thì nó sẽ không khác gì nhau cả. Thế nhưng mà anh em truyền nó hơi lệch một tí, thậm chí là quay đít truyền thì cái chỉ số tầm nhìn này nó sẽ ảnh hưởng. Con này một tầm nhìn cao á, thì nó quay đít nó chuyển không vấn đề gì. Nhưng mà như hai con dô béo thì ở cái chỉ số này thì nó đều là dạng thấp. Đều là thấp cả. Cho nên là nó cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều. Đấy, thì cái chỉ số ẩn truyền dài này thì chỉ số truyền dài nó sẽ liên quan đến cái nút chọc khe. À, thì anh em có thể soi xét xem là mình có sử dụng nút A và nút chọc khe nhiều với dô béo không. Nếu không cần thì nó sẽ không ảnh hưởng nhiều. Chỉ số ẩn bằng nhau, chỉ số ẩn y hệt. Nếu là mình thì mình sẽ không chọn con dô béo bet ở World Cup này. Thứ nhất là nó mất của mình một lương và chỉ số của nó không đáng để mình nâng cấp. Hơn một lương hơn có một chỉ số tổng quát, trong khi đó thì bộ chỉ số thành phần nó không có đáng kể. Chưa kể thì con dô béo LN nó là con đầu trọc, chứ còn con dô béo đầu khớp này thì nó không có đặc biệt nhiều. Mình có thể dùng con MC cũng được, MC cộng 6 cũng được. Những cái con mà bet ở World Cup của Hàn Quốc mà nó quá là ảo ma Canada thì người ta không thể nhét vào được. Lý do là đấy là những cái con mà nó bút bẩn quá, nó bút bẩn của Hàn Quốc quá thì người ta không đưa về đây. Hoặc là có những con mà độc quyền như kiểu Giáp Stam nó không đưa về được. Tôi biết là cũng có nhiều con. Có nhiều con là Hàn Quốc. Và Hàn Quốc cũng đã từng lọt vào bán kết của World Cup rồi.
nhưng mà ở đây thì nó bị tỉnh lược đi khá nhiều, nó bị lược bớt đi nhiều quá. Auckland thì mùa này hơi yếu và cũng không nhanh nha anh em, nó cũng không nhanh lắm, thuyền được, thuyền thì không hay được như Kevin đâu, nhưng mà nếu mà so với Gullit thì ngang ngang, thuyền trò so với Gullit thì ngang ngang. Anh chấp thì ở mức gọi là bình thường, chỉ số thể chất là rất cao rồi nhưng mà nó cũng không bù lại được với cái thể hình á. Nó có sức mạnh 116, thể lực 122, quyết đoán rất là cao. Con này thì mình nghĩ là đá cam là phù hợp nhất, đá cắm sẽ hơi yếu. Lương 26 là một mức lương ổn với Falkland rồi. Sút tẩm, con này sút tẩm. Nãy giờ đóng được mấy quả, kinh dị. Thế thì bảo Falkland có đáng mua không thì đáng chứ. Team Keller đẹp, chỉ số ngon, thể hiện in game cũng ổn chứ không phải là chỉ số giấy. Có nhiều con chỉ số rất là to nhưng mà đá ngu. Thì Falkland thì không phải là con như vậy. Falkland là con mà anh em đầu tư được. Dô béo thì tôi đã vừa nói rồi, nếu là tôi thì tôi sẽ không đầu tư dô béo mùa này, tôi sẽ chơi con LN thôi. Đây là chưa so cái mùa tốt nhất của Kevin đâu, thì anh em có thể thấy là chuyền trọt thì đương nhiên là Falkland không có tuổi rồi, tranh chấp thì là đương nhiên không có tuổi luôn. Kevin này chỉ số nó như thế này cơ, cho nên là anh em sẽ cảm thấy là tranh chấp tay đôi thì thằng Kevin nó sẽ khỏe hơn đấy. Nhưng mà con Kevin mùa World Cup này thì nó khá là thọt, thể lực như thế này thì tôi thấy là cũng còn thua. Nếu mà dùng thì dùng cái pin mùa khác anh em nhé. Varane này mùa nào cũng ngon, thành ra là mùa này nó chỉ có ngon hơn thôi. So với back to back các thứ thì nó ngon hơn. Ivan Rakitic cũng là một con xài được. Như con này thì tôi nghĩ là vài bữa nữa thì nó cũng không phải là con hot lắm đâu. Rakitic không có nhiều fan ở Việt Nam. Thành ra là con này tôi bưng về tôi đá kiểu có fan, nhưng mà nó cũng được. Lucas thì không bằng cái ốc cơ. Mùa này Lucas không có bằng cái ông cờ. Podol thì nó cũng là một con tươi mới đấy. Podol cũng là một con tươi mới khi mà nó có thể hình to, nặng 88kg à, nhưng mà vấn đề là thể hiện in game nó cũng không phải là quá hay. Nãy giờ mình đá thì mình không thấy nó hay lắm. Sau khi xem xong video, hãy truy cập wescan.vn/bingbe trả lời bộ câu hỏi vui vẻ của mình và nhận về vô số những phần quà anh em nhé. Chơi World Cup free, đá F4 đi để nhận hàng triệu những phần quà độc quyền tại worldcup.f4.garena.vn.